ngồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức chứng minh, kính thưa đại chúng, hôm nay có gia đình Phật tử phát tâm cúng dường trai tăng trai hoàng tịnh tài, kính thỉnh đại chúng giúp tâm chú nguyện chứng minh cho lòng thành của gia chủ Hồ Sĩ Hoàng, Lê Thượng Thủy, Lê Thái Sơn, Mai Thị Thanh, Nguyễn Gia Linh, Đồng Đức Thiết, Đồng Đức Cảnh. Lời nguyện đem công đức lần này hồi hướng cầu an cùng toàn thể gia quyến, bệnh tật tiêu trừ, tai hoa nạn khỏi, nghiệp chướng tiêu tan, thân tâm thường lạc, hoàn sự các tường như ý, lòng gia quyến an khang, lòng tinh tâm bảo càng sâu, tâm từ đối với chúng sanh ngày càng tăng trưởng. Lại nguyện đem công đức lần này hồi hướng cầu siêu cho hương linh Hồ Sĩ Hóa, Đào Thị Liễu, hương linh Nguyễn Văn Tươi. Nguyện cầu với các hương linh cùng ngũ huyền thất tổ, lục thân quyến thuộc, thủ phật tử được lượng thờ tam bảo lực, tất xả mê đồ, siêu sanh tịnh độ. Nhà này cũng cung kính trên đại tăng cùng đại chúng chắp tay niệm Phật hiệu Bổn Sư Ba La. Có người đi vậy.
Thì nó mới chạm vào.